Chuyện xà tiên về chú Lăng Nghiêm. Vài ngày trước tại Trùng Khánh, có một người ở Bắc Kinh bị xà tiên ghé nhập, kể rằng nó đã 1.500 tuổi, có thừa khả năng biết tiền kiếp, hậu kiếp của con người. Nó tiên tri 2 năm nữa, thọ mạng nó sẽ hết, nên rất muốn học Phật Pháp để tu thoát luân hồi. Vì vậy, nó phải quay lại để thọ quy y. Xà tiên rất thích nghe niệm Phật, nó chỉ sợ chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, nên đã yêu cầu khóa tụng sớm tối, đừng tụng các chú này. Vì nếu gặp chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm thì nó phải lập tức bỏ đi xa. Qua đây chúng ta có thể thấy tiểu thuyết Bạch Xà không phải vô căn cứ. Phật nói, tất cả những ngôi nhà con người cư trú đều có quỷ thần, không chỗ nào mà không có. Tôi xin kể một chuyện liên quan đến con xà tiên này. Nếu bạn không tin, tôi cũng đành chịu. Vì có nhiều người không tin, cho là tôi đang lường gạt. Tôi xin nói lại lần nữa, đây là sự thật, bạn có thể tin. Tôi vì chuyện này mà phải trở lại Trùng Khánh. Người phụ nữ bị xà tiên nhập, xác là giáo sư dạy tại trường y. Trước đây cô ấy hoàn toàn không tin mấy chuyện dự nhập này. Nhưng không ngờ, xà linh đã ghé nhập vào thân cô. Do tổ tiên của cô, xưa đã thờ cúng những loài tà linh bàn sinh. Họ cũng thờ một số vong thú tại nhà như hồ ly, xà tiên. Đến đời mẫu thân của cô, bà vẫn tiếp tục thờ cúng. Sau này, một số thành viên trong gia đình, họ theo tín ngưỡng thờ chúa bên cơ đốc giáo. Một ngày nọ, xà linh nhập vào cơ thể của nữ giáo sư này, nói rằng tốt nhất bà nên học Phật, vì hiện bà có một người thân ở Bắc Kinh vừa mới biết đến Phật Pháp, nên bà hãy đến nhà cô ấy. Người mà xà tiên nhắc đến là nữ giáo sư đại học trường tôi. Thuở tôi còn học đại học, nữ giảng sư này thường giúp đỡ tôi, do gia đình tôi ở nông thôn tương đối nghèo. Tôi không đủ tiền học phí, nên bà thường phụ giúp học phí cho tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp, bà nhận tôi làm con trai nuôi. Vì vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết. Những dịp lễ Tết, tôi thường đến thăm mẹ nuôi, và nhân cơ hội này, tôi giúp cả nhà mẹ nuôi biết Phật Pháp, phụng thờ Tam Bảo. Phần nữ giáo sư y dược, bị xà tiên ghé dựa, đã tìm đến thăm mẹ nuôi của tôi. Xà tiên lúc đó nhập vào nói chuyện, tôi cũng biết cuộc trò chuyện này của mẹ nuôi. Có rất nhiều người tận mắt chứng kiến cuộc đàm thoại này, bao gồm cả chồng của mẹ nuôi của tôi. Ông làm lãnh đạo Bộ Công an ở Bắc Kinh, giờ đã về hưu. Ông ở bên cạnh nhìn rõ sự tình. Lúc đầu xà tiên ngó ông và hỏi, có gì lạ ở trong tim ông vậy? Ông bị bệnh tim và đã trải qua phẫu thuật. Xà nói tiếp, tốt nhất ông nên từ bỏ hẳn thuốc lá và rượu, nếu không 5 năm sau, ông sẽ bị bệnh nặng dẫn đến bán thân bất toại. Hiện tại, toàn gia họ đều tin Phật, trong nhà có chính điện thờ Phật hẳn hoi. Xà tiên đã sống hàng ngàn năm nên sở hữu nhiều thần thông, nó có thể nhìn thấy kiếp trước của mọi người. Lúc đó, nhà mẹ nuôi tôi đang trưng hình ảnh vợ chồng tôi. Thông qua ảnh vợ tôi, xà đã nhìn thấu rõ. Xà tiên ngỏ ý với mẹ nuôi tôi là nó muốn tôi giải hướng dẫn nó học Phật. Xà tiên kể, chúng tôi có hàng trăm con cháu muốn quy y. Khi nó ghé nhập người để nói chuyện, hiện còn có rất nhiều tùy tùng đang theo nó. Mẹ nuôi tôi góp ý nói, xà nên tự mình tìm tới chỗ con trai nuôi của tôi tiện hơn. Nhưng xà tiên đáp, ông ta mỗi ngày đều tụng chú Lăng Nghiêm, nên chúng tôi không dám đến gần ông. Tôi không thể nào đến gần ông ta, xin bà nói giúp cho một tiếng, bảo ông ta đừng tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc hãy ấn định thời gian, khi nào đọc, lúc nào không cho rõ ràng, để chúng tôi có thể đến. Sau đó, mẹ nuôi chuyển lời này đến tôi, nhưng tôi không đồng ý,
vì tôi không tụng chú Lăng Nghiêm thì không được. Xà Tiên có mấy câu nói rất hay, nó bảo, những thứ loài người các bạn nhìn không thấy tới rất nhiều, giống như cái hộp đen này, nó quản máy truyền hình, gọi là hộp đen TV, nhưng chỉ thu được các đài hữu hạn, còn những sóng dài hơn thì nó không thu tới. Mà những thứ bên ngoài kia, chỉ ngoài sân, có rất nhiều, các bạn đều không thấy tới. Xà Tiên còn nói rằng, nhà nào cũng có vong quỷ, nhưng các vị không thể nhìn thấy chúng mà thôi. Những gì Xà Tiên nói để chứng minh câu Phật thuyết, tất cả nơi cư trú của mọi người đều có quỷ thần, không đâu mà không có. Kinh Trường A Hàm. Bên Nho giáo cũng nói, minh hữu nhân quả, ưu hữu quỷ thần. Cõi minh có nhân quả, cõi ưu có quỷ thần. Do tôi không đồng ý dừng tụng chú Lăng Nghiêm hoặc trì theo thời gian cố định nên Xà Tiên không thể đến. Tuy vậy, tôi vẫn viết kể chuyện này để cho quý vị thấy là uy lực của chú Phật rất lớn. Ni sư Hạnh Đoan lược dịch. Ha ha ha,